Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Rất nhiều thực phẩm bình thường xung quanh chúng ta, nếu khéo dùng, sẽ trở thành những bài thuốc tự nhiên. Các bạn hãy tham khảo 8 loại thực phẩm ngay sau đây. Chúng được ví như thần dược nếu được sử dụng đúng cách. Ăn thường xuyên những thực phẩm này, cơ thể sẽ ít bệnh tật, sống rất thọ. Thực phẩm đầu tiên, củ cải. Quý vị có biết người Hà Lan coi củ cải là món ăn quốc dân, còn Nhật Bản và Mỹ lại xem nó là thần dược được bảo vệ sức khỏe. Bởi vì củ cải có chức năng chống ung thư, giúp lợi tiểu, tiêu viêm. Trong củ cải có chứa nhiều loại enzyme giúp loại bỏ các chất gây ung thư. Nó cũng là nguyên tố cần thiết kích thích khả năng miễn dịch cho cơ thể, làm tăng hoạt động của đại thực bào. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong củ cải rất cao, gấp 10 lần so với táo và lê. Ngoài là món ăn thường xuyên trong các bữa cơm, củ cải còn được dùng làm nhiều bài thuốc. Nếu quý vị nào bị viêm họng, hãy tham khảo bài thuốc sau đây. Chuẩn bị 1 hạt thai củ cải tươi, 1 ít đường phèn, hạt thai bằng mật ong. Cách làm: củ cải cạo vỏ, rửa sạch, cắt dạng sợi, đem trộn với đường phèn, cho vào hũ để qua đêm, cho ra nước rồi chắc lấy nước này uống. Cứ khi nước ra, lại chắc lấy nước, làm liên tục vài ngày, bệnh viêm họng sẽ thuyên giảm. Thực phẩm thứ hai, bí đỏ. Bí đỏ có thể ngăn ngừa béo phì, tiểu đường, tăng mỡ máu và tăng cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng phòng chống ung thư rất tốt. Hàm lượng vitamin A trong bí đỏ rất cao. Không chỉ vậy, bí đỏ rất giàu vitamin C, canxi, cũng như một chất gây ức chế ung thư có tên là tryptophan. Một vài bài thuốc chữa bệnh từ bí đỏ: đau đầu, nhức đầu, chóng mặt. Nấu 100g bí đỏ hầm với 100g đuôi heo và 40g đậu phộng. Hầm trong nồi áp suất cho đến khi nhừ rồi mang ra ăn. Món ăn này sẽ giúp cải thiện chứng nhức đầu hiệu quả. Hỗ trợ chữa viêm gan: 200g bí đỏ nấu chung với 100g gan heo, ninh thật nhừ, giống cháo rồi ăn. Ngoài ra, bí đỏ còn có tác dụng như một bài thuốc tải dương. Khi ăn bí đỏ, hạt bí đỏ vào trong ruột, các chất này sẽ có tác dụng lên các ký sinh trùng này, làm chúng không thể phát triển. Do đó, bí đỏ trị dương cho trẻ em từ xa xưa đã được áp dụng. Thứ ba, cà tím. Trong nhiều phương thuốc đông y và dân gian thường dùng cà tím, có nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng cà tím có khả năng giảm thiểu bệnh ung thư. Trong các sách y học cổ đại có ghi chép, dùng cà tím có thể điều trị các khối u. Cà tím cũng rất giàu dinh dưỡng, ngoại trừ lượng vitamin A và C thấp, các loại vitamin và khoáng chất khác có mức tương đương với cà chua, thậm chí lượng protein và canxi còn cao gấp 3 lần so với cà chua. Thứ tư, rong biển. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, rong biển có thể ngăn ngừa ung thư vú và các khối u tuyến giáp. Trong rong biển có nhiều iốt có thể ngăn ngừa bệnh bướu cổ. Trên thực tế, rong biển còn có nhiều chức năng quan trọng khác, chẳng hạn như tiêu diệt hoặc ức chế, có chọn lọc các vi khuẩn gây ung thư trong ruột. Chiết xuất từ rong biển có thể ức chế trực tiếp các tế bào ung thư khác nhau, cho nên các món ăn của người Nhật và người Hàn rất chuộng rong biển. Họ coi đây là một nguồn thực phẩm quý không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Thứ năm, khoai lang. Khoai lang được xem là thực phẩm chữa bách bệnh, nhưng là ít người biết đến nhất. Theo nghiên cứu, khoai lang có thể kéo dài tuổi thọ, giúp giảm cân và chống lại ung thư. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra trong khoai lang có một chất có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của ung thư ruột và ung thư vú. Không chỉ có vậy, lợi ích của món ăn dân dã này mang lại còn bao gồm giảm căng thẳng, ngăn ngừa thiếu hụt vitamin A, chống viêm, tăng cường trí nhớ,
hỗ trợ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cho nên các bạn hãy thường xuyên bổ sung khoai lang vào thực đơn của mình. Thứ 6, mướp đắng. Mướp đắng là vị thuốc thần kỳ, họ bảo bí, nhưng vì vị đắng của nó, nhiều người lại vội vàng tránh xa. Đây chính là loại quả có hàm lượng vitamin A đứng đầu trong số các loại thực phẩm. Mướp đắng có công dụng phòng bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ màng tế bào, phòng xơ vữa động mạch, kháng ung thư, nâng cao sức đề kháng, phòng cảm mạo, bảo vệ tim, bổ thận, tráng dương. Ngoài ra, chất glycoside của mướp đắng còn có tác dụng giảm đường trong máu, nên có tác dụng trị liệu, bổ trợ đối với bệnh đái tháo đường. Một lưu ý nhỏ là người đang bị gan, thận và đường tiêu hóa không nên ăn mướp đắng vì có thể làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Thứ 7, kiwi. Trong kiwi có chứa nhiều đường, protein, lipid và các khoáng chất cần thiết. Cứ 100g kiwi thì chứa đến 200mg vitamin C. Thế nên, nó được xem là loại viên vitamin C tự nhiên. Hơn nữa, nó cũng rất giàu vitamin B. Vì thế, kiwi mới có chức năng bảo vệ mạch máu, mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Thứ 8, cám. Chất xơ chống ung thư tốt nhất. Tuy con người không ăn cám, vì đây là thức ăn dùng trong chăn nuôi, nhưng qua quan sát, người ta phát hiện ra nhờ ăn cám mà gia súc có da dẻ hồng hào, lông bóng mượt, thể trạng khỏe mạnh. Dựa trên những thông tin bổ ích đó mà nhiều tổ chức ở phương Tây đã kêu gọi mọi người nên ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt và các loại thức ăn được chế biến từ ngũ cốc nguyên hạt. Thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt là thực phẩm được chế biến bằng cách nghiền hạt lúa mì. Những thực phẩm này là kho chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nó có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, tiểu đường, ngăn ngừa tăng cholesterol trong máu và lipid máu, táo bón, trĩ. Quý vị thân mến, ngoài chế độ dinh dưỡng thì lối sống hàng ngày là yếu tố quyết định việc kéo dài tuổi thọ. Xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ mang đến tinh thần lạc quan và ngăn ngừa các bệnh lý gây tử vong. Sau đây là những đúc kết và lời khuyên của chuyên gia cách để sống lâu, ít bệnh. 10 thói quen sinh hoạt giúp kéo dài tuổi thọ. 1. Duy trì hoạt động thể chất. Không có gì ngạc nhiên khi duy trì hoạt động thể chất có thể giúp cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần 15 phút tập thể dục mỗi ngày cũng có thể kéo dài thêm 3 năm tuổi thọ trung bình. Hơn nữa, nguy cơ tử vong sớm có thể giảm 4% cho mỗi 15 phút hoạt động thể chất hàng ngày bổ sung. Thứ hai, tránh ăn quá nhiều. Lượng calo cơ thể nạp vào và tuổi thọ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi ăn quá nhiều, có thể khiến tuổi thọ giảm kéo theo bệnh tim mạch và tiểu đường. Muốn sống lâu và có cơ thể khỏe mạnh, nên xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh. Hơn nữa, hạn chế calo có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể dư thừa và mỡ bụng. Thứ ba, ngủ đủ giấc là thói quen sinh hoạt tốt. Lượng giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ. Ngủ quá ít, dưới 6 tiếng, hoặc ngủ quá nhiều, hơn 9 tiếng, đã được chứng minh là dẫn đến nguy cơ tử vong sớm hơn vì làm tăng nhanh quá trình lão hóa. Khi ngủ đủ giấc sẽ giúp cải thiện trí nhớ và hồi phục cơ thể, đồng thời giúp da đẹp hơn. Thứ tư, ăn nhiều hạt. Những người ăn ít nhất 3 phần hạt mỗi tuần có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 39% so với những người không ăn. Các loại hạt giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi, đồng thời là nguồn cung cấp một số vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như đồng, magie, kali, folate, niacin và vitamin B6 và E. Các nghiên cứu cho thấy các loại hạt có tác dụng có lợi đối với bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và thậm chí một số dạng ung thư. Thứ năm, không hút thuốc. Hút thuốc có liên quan chặt chẽ đến bệnh tật và tử vong sớm vì làm tăng nguy cơ ung thư phổi, tăng tốc độ lão hóa,
suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Nhìn chung, những người hút thuốc có thể mắc tới 10 năm cuộc đời và có nguy cơ tử vong sớm gấp 3 lần so với những người không bao giờ hút thuốc. Một nghiên cứu báo cáo rằng những người bỏ hút thuốc ở tuổi 35 có thể kéo dài cuộc sống của họ lên tới 8 đến 5 năm. Hạn chế đồ uống có cồn. Uống nhiều rượu sẽ dẫn đến bệnh gan, tim và tuyến tụy, cũng như tăng nguy cơ tử vong sớm. Tiêu thụ rượu ở mức độ vừa phải sẽ giảm khả năng mắc một số bệnh, cũng như giảm 17% đến 18% nguy cơ tử vong sớm. Thứ bảy, dùng thử củ nghệ. Khi nói đến loại thực phẩm chống lão hóa, nghệ là một lựa chọn tuyệt vời. Đó là vì loại gia vị này có chứa một hợp chất hoạt tính sinh học mạnh, gọi là curcumin. Do đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của nó, curcumin được cho là giúp duy trì chức năng não, tim và phổi, cũng như bảo vệ chống lại bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến tuổi tác. Thứ 8. Ăn nhiều rau củ quả. Bổ sung nhiều loại thực phẩm thực vật như trái cây, rau, quả hạt, hạt, ngũ cốc nguyên hạt và đậu có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh và thúc đẩy tuổi thọ do thực phẩm chứa có chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol, carotenoid, folate và vitamin C. Theo đó, một số nghiên cứu liên kết chế độ ăn chay và ăn chay thực phẩm tự nhiên cao hơn thực vật với nguy cơ tử vong sớm nhất hơn 12% đến 15%. 9. Tránh căng thẳng và lo lắng. Lo lắng và căng thẳng có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ. Ví dụ, phụ nữ bị căng thẳng hoặc lo lắng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim, đột quỵ hoặc ung thư phổi cao gấp 2 lần. Tương tự, nguy cơ tử vong sớm cao hơn tới 3 lần đối với những người đàn ông lo lắng hoặc căng thẳng quá nhiều. Vì vậy, hãy giải tỏa căng thẳng bằng các phương pháp khác nhau như tập yoga, thiền định, đi du lịch. Thứ 10. Giao tiếp với mọi người xung quanh. Giao tiếp là cách để rèn luyện thể lực và trí lực, quản lý căng thẳng của bản thân. Ngoài ra, giao tiếp còn là giải pháp giúp ngăn ngừa nguy cơ bị trầm cảm, giúp bạn gần gũi hơn với gia đình, người thân và tìm ra được mối quan hệ thân cận. Tin tưởng để chia sẻ cảm xúc. Khi nỗi muộn phiền, căng thẳng được chia sẻ và tâm sự sẽ được giải tỏa và đem lại tâm trạng nhẹ nhàng hơn, giúp bạn kéo dài sự sống. Thưa quý vị, đến đây chương trình Sức khỏe tự nhiên xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.